Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 11, khóa 6 và tổng kết công tác hội phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021. Năm 2021 vừa qua, cùng với việc xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Theo đó, thông qua nguồn tiếp nhận từ Trung ương hội và nguồn vận động từ các doanh nghiệp mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã hỗ trợ hàng hóa, lương thực, thực phẩm và tiền mặt cho gần 125.000 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, tặng gần 630 suất học bổng, 170 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, xây mới và sửa chữa 6 căn nhà ở cho người nghèo, với tổng trị giá thực hiện hơn 34 tỷ đồng. Về chương trình hiến máu tình nguyện, trong năm, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã tổ chức 51 đợt hiến máu nhân đạo và thu được gần 4.840 đơn vị máu. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung một số chức danh vào Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021.